cho các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học từ trên, từ bên trên đúng không ạ? Above. Above. Rồi, đừng đi vượt quá limit, giới hạn, speed, tốc độ. Don't go above the speed limit. Don't go above the speed limit. Máy bay bay trên mây. The plane flew above the clouds. The plane flew above the clouds. Cô ấy sống ở căn hộ trên chúng tôi. She lives in an apartment above us. She lives in an apartment above us. She lives in an apartment above us. Đấy, từ này above về đúng không các bạn, nối us, above us. She lives in an apartment above us. Đấy, she lives in an apartment above us. Giá sách này, shelf, ngay trên đầu bạn. That's above, ngay, just ngay above ở trên này, hạ đầu bạn. It's on the shelf, just above your head. It's on the shelf, just above your head. Công việc này thì vượt quá cái khả năng của tôi. This work is above my capacity. This work is above my capacity. This work is above my capacity. Capacity.